À, cùng với các bộ sách khác song hành thì bộ sách English Discovery cũng đã được giới thiệu, và hiện nay thì chúng tôi có sách tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ví dụ điển hình là trung học cơ sở thì hiện nay chúng tôi đã có đến bộ tiếng Anh 5, và hiện tại thì năm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tiếng Anh 4, 11 và tiếng Anh 8. Hiện tại là tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn cho các thầy cô về tiếng Anh 8. Tuy nhiên là lồng ghép, và trong đó tôi cũng chia sẻ với các thầy cô là cái cách là chúng tôi thiết kế, cũng như là cách chúng tôi định hướng cái chương trình, cũng như là nội dung của cuốn sách và cái bộ series English Discovery này như nào. Thì cái buổi chia sẻ này của chúng tôi sẽ có những cái phần sau đây. Thứ nhất là tôi cũng sẽ giới thiệu tổng quan về bộ sách để các thầy cô nắm được, và đặc biệt khi giới thiệu các thầy cô cấu trúc của một bài học thì các thầy cô cũng hình dung ra là một bài học của tiếng Anh 8 tương ứng với lại bài học của tiếng Anh 7 và tiếng Anh 6 nó sẽ trông như thế nào, bởi vì cái cách cấu trúc này sẽ theo chúng tôi xuyên suốt cả cấp học. Theo đó, tôi cũng sẽ làm bật lên những đặc điểm nổi bật để các thầy cô cân nhắc lựa chọn bộ sách, và cuối cùng là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần tài nguyên dạy và học đi kèm với bộ sách. Trong quá trình tôi chia sẻ với các thầy cô thì các thầy cô cũng sẽ được tham gia vào một vài những cái hoạt động quiz nhỏ ngay trên màn hình, và tôi hy vọng là các thầy cô tương tác với tôi thông qua việc là đánh vào phần chat box được không ạ? Câu trả lời của các thầy cô vào phần chat box. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về bộ sách English Discovery. Thì như các thầy cô nhìn trên màn hình là đây là các cái tựa sách đã đang được sử dụng, còn những sách mà sẽ giới thiệu năm tới thì là bộ tiếng Anh 4 đúng không ạ, của tiểu học, và tiếng Anh 11 của trung học phổ thông, và tiếng Anh 8 của trung học cơ sở. Và hiện tại thì như các thầy cô nhìn thấy ở trên này, đây là các cái vị trí, các cái tỉnh mà được highlight màu đỏ ở đây là những cái tỉnh mà hiện tại đã sử dụng bộ sách English Discovery. Và bộ sách English Discovery thì được phối hợp bởi ba đơn vị. Đầu tiên là các thầy cô đã biết là từ Cánh Buồm, công ty giáo dục Cánh Buồm, và hai nhà xuất bản. Từ phía nhà xuất bản nước ngoài, chúng tôi có đại diện của một nhà xuất bản rất là nổi tiếng, đó là nhà xuất bản Pearson, chuyên phục vụ các cái đầu sách tiếng Anh trên khắp thế giới, và có tham gia vào biên soạn cũng như là góp ý cho quá trình chỉnh sửa bộ sách English Discovery. Ngoài ra thì ở về phía Việt Nam, chúng tôi có nhà xuất bản Đại học Sư phạm tham gia vào công tác chỉnh sửa và edit, cũng như là lên kế hoạch khung chương trình cùng với đội ngũ tác giả cùng chúng tôi. Thì ba đơn vị này đã phối hợp với nhau và tạo nên bộ sách English Discovery. Và hôm nay thì chủ đề của chúng ta thì nói chính về bộ sách English Discovery số 8. Tuy nhiên tôi biết là hiện tại Thái Nguyên cũng mới đang đưa vào sử dụng được bộ sách ở bậc tiểu học. Vì vậy mà khi chúng ta lắng nghe bộ sách English Discovery 8 thì chúng ta cũng sẽ hình dung ra cách chúng tôi tiếp cận bộ sách 6 và 7. Và nếu các thầy cô có bất cứ câu hỏi nào về bộ sách lớp 6, lớp 7 thì các thầy cô hãy đặt câu hỏi được không ạ? Ok, câu hỏi đầu tiên mà tôi xin phép được đặt ra cho các thầy cô ạ, sau phần chia sẻ rất ngắn gọn vừa rồi, tôi sẽ có câu hỏi đầu tiên, đó là bìa sách English Discovery số 8 thì có hình gì trong hai hình sau đây, hình A và hình B ạ? Xin mời các thầy cô tương tác với tôi ở trên phần chat box ạ. À vâng ạ, rồi. Chỉ có một lát cắt màn hình rất là nhanh vừa nãy đúng không ạ, và tôi cũng không hề nói kỹ về phần bìa, nhưng các thầy cô cũng đã ghi nhớ được là bìa sách B là bìa sách của English Discovery 8 và bìa sách A là bìa sách của English Discovery 7. Nhưng các thầy cô thấy là cái theme của bộ sách English Discovery là mang tới những trải nghiệm ngoài cuộc sống vào trong lớp học, và các thầy cô hình dung là tất cả những cái trải nghiệm đó mang tính chất discovery, nó là cái thông điệp xuyên suốt của bộ sách, và đấy cũng là cái tinh thần mà nhóm tác giả muốn truyền tải. Quá trình học tiếng Anh là quá trình khám phá, và cái tinh thần này, cái approach này được chúng tôi áp dụng xuyên suốt cái cách chúng tôi thiết kế các bộ sách. Thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ với các thầy cô thêm là chúng tôi approach cái phần discovery learning này như thế nào. Được không ạ? Cảm ơn các thầy cô. Như vậy là bên trái chúng ta là bìa sách lớp 7, bên phải chúng ta là